Hello, xin chào tất cả anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của Đình Lâm nhá. Rồi thì hôm nay tiếp tục quay trở lại với con Minh Box anh em. Đấy thì hôm nay mình lại tiếp tục vác 1,5 triệu anh em, 1,500k vào chơi cũng như kiếm tiền trên con Minh Box cho anh em cùng xem nhá. Rồi thì vừa rồi ra con 1 thì bây giờ mình sẽ bắt con 3 với con 5 nhá. Đấy, con 1 nãy nó bệt một cầu rồi thì bây giờ chỉ có ra con 3 hoặc con 5 thôi anh em. Đấy. Đấy, đúng rồi, đúng công thức luôn anh em ạ. Đúng công thức của mình luôn. Đấy thì hôm nay mình sẽ tiếp tục chơi theo cái công thức 2 cửa của mình với lại con Sicbo này. Đấy thì mình sẽ áp dụng để xem hôm nay vốn 1,5 triệu của mình thì mình sẽ ăn được bao nhiêu trên con Sicbo Minh Box này. Thì mời anh em đón xem hết cuối clip của mình để xem mình test cái công thức 2 cửa của mình xem nó có uy tín hay là như mình chơi mình nói hay không anh em nhá. Rồi, ok, ăn con 5 tiếp này. Ok chưa? Công thức 2 cầu mái đỉnh anh em ạ. Đấy, vốn là 1,5 triệu, 2 phát lên 10 triệu anh em ạ. Đấy, không có gì thay đổi thì hôm nay kiếm trăm nghỉ anh em nhỉ, 100, 200 gì đấy, lên được bao nhiêu thì lên anh em ạ. Đấy, lên hết mức có thể anh em nhá. Đấy, chơi là phải biết điểm dừng. Đấy, không phải là muốn lên bao nhiêu lên đâu anh em ạ. Cầu đôi này thì anh em áp dụng công thức 2 cửa chứ áp dụng công thức 3 cửa là không ăn được đâu anh em ạ. Rồi, ăn tiếp này, 3 tay nhá, ăn thòng 3 tay nhá. Anh em nào mà chưa trải nghiệm con Minh Box này thì link mình đã để dưới phần bình luận với mô tả nhá. Anh em kiểm tải về có 2 bản, một bản app, một bản web nhá. Anh em thích chơi con này thì link đầu tiên, link app đầu tiên nhá. Anh em tải về thì anh em gửi ID vào cái nhóm Telegram mình ghim ở cùng đó luôn, cùng link tải đó luôn. Anh em gửi vào đó anh em nhận code 20k. Đấy, bây giờ mình sẽ bắt con 4 con 5 này. Đấy, anh em gửi vào đó anh em sẽ nhận được địt mé ra 6 rồi. Mày mất có 1,1 triệu thôi không sao anh em. Đấy, 3-4 phát thì cũng phải mất 1 phát chứ anh em, đúng không? Rồi, bây giờ mình sẽ ra vào lại phát anh em nhá. Đấy, chơi là phải ra vào lại liên tục cho nó đỡ soi anh em nhá. Rồi, anh em tải về anh em chỉ cần liên kết xong anh em gửi vào nhóm nhận code 20k, xong anh em inbox qua Zalo cho mình sẽ đưa anh em về bờ 1 đến 2 lần trên 1 người và đặc biệt nữa mất mình hoàn vốn nhá. Rồi, mỗi anh em tải thì mình sẽ cho anh em 2 bộ công thức, một công thức 2 cửa, một công thức 3 cửa cho anh em chơi nhá anh em. Rồi, để xem hôm nay thì nó như thế nào đây anh em. Rồi, bây giờ thì mình sẽ bắt con 3 con 4 này. Mở. Đúng rồi, 3 triệu anh em. 3 triệu nhân 5 là 15 triệu anh em nhá. Lên 22 triệu này. Rồi thì mỗi ngày thì mình sẽ dành ra 1 tiếng buổi sáng tầm 9 đến 10 giờ. Mình sẽ đưa tầm 57 anh em về bờ nhá. Anh em nào mà đang xa đảo, xa bờ thì cứ liên hệ qua Zalo cho mình. Mình sẽ đưa anh em về bờ miễn phí hoàn toàn 100% và đặc biệt nữa mất được hoàn vốn anh em nhá. Rồi bây giờ thì mình sẽ bắt con 4 con 5 này. Đấy. Đây là công thức mới anh em nhá. Công thức mới anh em nhá, công thức này là công thức bệt. Nếu mà công thức này là áp dụng cho cầu bệt anh em nhá. Công thức này là áp dụng cho cầu bệt, còn công thức 3 cửa kia là không áp dụng cho cầu bệt anh em nhá. Rồi lên 36 triệu rồi. Đấy, anh em cần kéo hay cần công thức thì cứ tải game về rồi liên hệ qua Zalo cho mình, số Zalo mình trong mô tả nhá. Với lại Zalo mỗi ngày mình chỉ check 2 lần thôi anh em nhá. Đấy, check lần buổi sáng, lần buổi chiều thôi chứ mình không có thời gian để check Zalo anh em nhiều. Mình check là mình check hết một lượt luôn anh em nhá. Ok, ăn tiếp này. Anh em thấy hôm nay cầu chuẩn chưa? Đấy, đẳng cấp chưa anh em? 51 triệu rồi, mới mất 1 tay anh em nhá. Chắc gần 10 tay rồi mới mất 1 tay anh em ạ. Đó, anh em nào mà rảnh thì buổi tối tầm 8 giờ tối anh em gõ kênh Đình Lâm Gaming vào đó xem mình livestream con Minh Box này anh em nhá. Rồi thì live thì mình sẽ dành ra 4-5 slot, mỗi slot 100k để lọc lá event cho anh em nhá. Đấy, chứ không phải là xem vui chơi có thưởng anh em ạ. Rồi, mất phát 10 triệu anh em, cay chưa? Rồi, không sao anh em ạ. Gần chục tay mới mất có 2 tay thì vẫn còn 8-90% thắng anh em, không sao. Phát này mình sẽ chơi con 10 triệu luôn. Mình sẽ bắt lại con 4 con 5 nhé anh em. Mình sẽ bắt cầu lùi. Rồi. Bây giờ mình sẽ ra 3 thì mình bắt 1 2, đấy, ra 5 mình bắt 3 4 anh em, kiểu thế anh em. Mở bát. Không ăn thì cắt chim luôn chứ sao anh em, 50 triệu nhá. Rồi, trừ con 5 mất 10 triệu còn 40 triệu lên 79 triệu rồi anh em nhá. Rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục ra vào lại phát anh em nhé. Đấy, chơi là phải ra vào lại liên tục anh em. Cứ ăn cũng vào lại mà mất cũng không phải ra vào lại anh em nhá. Đấy, cho anh em chơi cẩn thận một xíu. Vì game nào cũng vậy thôi anh em. Cầu công thức này mình cho không phải là hoàn toàn 100% chính xác đâu anh em nhá. Đấy, anh em phải xem cầu như thế nào rồi anh em mới chơi. Rồi, ăn tiếp con 10 triệu này. Anh em phải xem cầu nó đi như thế nào, chứ không phải anh em vào cứ thấy ra con 5 là anh em bắt luôn con 3 hoặc con 4 đâu anh em. Không phải, anh em phải xem cầu. Mới vào anh em phải xem cầu qua một lượt rồi sau anh em chơi. Đấy, cũng không muộn đâu anh em nhá. Rồi bây giờ vừa ra con 5 thì mình bắt con 2 con 3. Đấy, để xem vừa ra con 5 hay con 4 nhá. Đấy, lo nói chuyện anh em mãi, chuyện anh em quên mất anh em. Ok vẫn ăn anh em nhá. Ăn như này chỉ có game toang luôn anh em à. Mình đánh cho game sập luôn, không còn đường về luôn anh em ạ. Đánh cho không còn lối về luôn. Đấy, anh em nào mà chưa trải nghiệm thì cứ tải đi để được đưa về bờ với lại tặng anh em hai bộ công thức Sicbo nhá. Rồi có cốt 20k trải nghiệm luôn. Và đặc biệt nữa, con này anh em chỉ cần nạp đầu 100k thôi là anh em sẽ nhận được 58k free nữa anh em nhá. Khuyến mãi ở trong hòm thư nhá. Mở bát địt mẹ đấy chứ, 2 ra 1 luôn, cay chưa. 3 ra 2 ra 1 vãi nồi anh em ạ. Khiếp thật, còn 136 cụ này, 136 cụ phát này. Mình làm một phát này cho nó lên luôn này. Phát này mình tự tin lẻ lắm anh em, lẻ 1000 phần nghìn luôn, không phải là 100 nữa rồi. Đấy con 1 là bây giờ chắc chắn nó ra con 3 con 5. Đấy nếu mà ra con trong 1 con 3 con 5 là mình sẽ ăn được 50 triệu lẻ nữa nhá. Đấy chuẩn chưa? Chuẩn chưa? Ok lên 200 mấy rồi anh em. Lên 223 triệu rồi. Bây giờ mình sẽ dừng clip tại đây. Vốn 1,5 triệu lên 223 triệu anh em nhá. Theo công thức hai cựa mới của mình, áp dụng thành công anh em ơi. Ok còn bây giờ thì bye bye. Hẹn gặp lại anh em vào những clip tiếp theo nhá. Cảm ơn anh em rất là nhiều.